Vậy là bạn sắp tham dự một hành trình tới Lỗ Đen sao? Bạn sẽ cần rất nhiều đồ dự trữ vì quãng đường đến với Lỗ Đen gần nhất cũng là 1011 năm ánh sáng đấy. Lỗ Đen được tìm thấy trong hệ mặt trời này có tên HR6819. Nó ẩn trong quỹ đạo cùng với hai ngôi sao khác có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Các nhà khoa học đã nghiên cứu hệ sao này từ những năm 80, nhưng đến mùa đông năm nay, nó mới tiết lộ bí mật quan trọng nhất của mình. Lỗ đen đặc biệt này được đánh giá là tương đối nhỏ. Dẫu vậy, khối lượng của nó vẫn lớn hơn mặt trời của chúng ta đến 4 lần và nằm gần trái đất hơn lỗ đen gần nhất tiếp theo đến 2.500 năm ánh sáng. Nhưng đừng lo, đối với con người, khoảng cách 1.000 năm ánh sáng là không thể chạm tới. Ví dụ như, nếu ta xây dựng một mô hình có khoảng cách từ trái đất đến mặt trời chỉ là 0,12cm, thì bạn cũng phải đi khoảng 6,4km để tới được chỗ của lỗ đen này. Nhưng dải ngân hà của ta rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng, nên khoảng cách 1.011 năm ánh sáng dường như cũng không quá dài. Nhưng trước khi bạn nhảy vào bên trong người khổng lồ đen này, tôi sẽ ngăn cản bạn cái đã. Lỗ đen là một địa điểm trong không thời gian, nơi không gì có thể rời khỏi quỹ đạo của nó. Không hạt, bức xạ điện từ hay thậm chí là photon ánh sáng nào có thể thoát ra khỏi lỗ đen. Vì vậy, bạn nên hiểu rằng hành trình đi đến chỗ của một vật thể nguy hiểm như lỗ đen là tấm vé một chiều. Và cách các lỗ đen được hình thành cũng thật khó tin. Khi hết nhiên liệu, một ngôi sao sẽ sụp đổ dưới trọng lượng của riêng nó và trở thành một lỗ đen. Ví dụ như lỗ đen siêu lớn trong thiên hà Messier 87. Khối lượng của nó lớn gấp 7 tỷ lần mặt trời và nó được phát hiện bởi kính viễn vọng trên trời sự kiện vào tháng 4 năm 2019. Được rồi, tốt! Tôi thấy bạn đã mua một vé đi một con tàu vũ trụ nhanh hơn cả ánh sáng. Vì tiền không được hoàn lại và bạn không muốn lãng phí nên đã đến lúc sẵn sàng cho chuyến đi rồi. Ồ, cứ để hành lý ở nhà. 3, 2, 1, lên đường nào! Bạn đang rời quỹ đạo của trái đất. Tạm biệt mặt trăng và đừng quên cổ vũ sao Diêm Vương bằng cách nói rằng nó có kích thước đủ lớn để trở thành một hành tinh nhé. Sau đó, bạn sẽ vượt qua xa lộ không gian tối và đây là điểm dừng của bạn. Lỗ đen. Hãy mặc đồ bảo hộ vào vì bạn sắp sửa bước vào không gian vũ trụ đấy. Điều đầu tiên bạn nhìn thấy là chân trời sự kiện. Trường hấp dẫn của một lỗ đen bẻ cong ánh sáng xung quanh các cạnh của nó, nên đường chân trời sự kiện giống như một chiếc bánh sừng bò đối với những người đang quan sát. Tuy nhiên, khi đến chân trời sự kiện, bạn sẽ không thể quay lại. Bạn cũng có thể thấy có một số loại hỗn loạn bên trong chân trời sự kiện. Ánh sáng di chuyển theo các hướng khác nhau. Điều này xảy ra là do hiệu ứng phản chiếu. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết bên trong lỗ đen có gì. Vì vậy, bạn gửi một máy bay không người lái vào đó trước. Trường trọng lực của lỗ đen nhanh chóng hút người bạn kim loại vào. Ngay sau khi đi vào chân trời sự kiện, cơ thể của nó bắt đầu thay đổi hình dạng. Nó dài ra như một sợi mí vậy. Và càng đến gần tâm của lỗ đen, nó càng dài ra. Bạn cũng thấy rằng máy bay không người lái đã giảm tốc độ di chuyển và dần tiến vào trung tâm lỗ đen. Đây là một hiệu ứng khác của quái vật không gian này. Khối lượng khổng lồ của lỗ đen không chỉ uốn cong không gian mà còn là thời gian nữa. Nếu treo một chiếc đồng hồ bên cạnh lỗ đen và một chiếc đồng hồ khác trên tường phòng ngủ của mình, thì bạn sẽ thấy trong chiếc đồng hồ đầu tiên, kim dây hầu như không di chuyển trong khi cả một ngày đã trôi qua trên trái đất. Và lỗ đen càng lớn thì hiệu ứng làm chậm thời gian càng mạnh. Về mặt lý thuyết, nếu tồn tại một con tàu vũ trụ có thể vượt qua lực hấp dẫn của lỗ đen, thì bạn có thể bay đến đó và đợi một vài giây. Nhưng trong lúc đó, bạn bè của bạn trên trái đất đã sống được cả một cuộc đời. Đèn pin trên đầu máy bay không người lái đã chuyển đỏ. Sự thay đổi màu sắc này xảy ra cũng vì lý do tương tự. Các đồng hồ nằm sâu bên trong giếng tự chạy hoạt động chậm hơn nếu được quan sát từ bên ngoài. Điều này cũng ảnh hưởng đến bước sóng của photon. Chúng ta nhìn thấy ánh sáng đỏ vì nó có bước sóng dài nhất so với những màu sắc khác trong quang phổ khải kiến. Tất cả những điều này thực sự đã xảy ra với máy bay không người lái trong tích tắc, nhưng lại có vẻ chậm đối với bạn vì hiện tượng thời gian bị làm chậm lại. Được rồi, đã đến lúc tự mình đi vào lỗ đen. Công đoạn chuẩn bị cuối cùng chính là mặc bộ đồ sẽ bảo vệ bạn khỏi bức xạ Hawking. Bức xạ này được tạo ra bởi lỗ đen do các hiệu ứng lượng tử nằm gần chân trời sự kiện. Bức xạ Hawking làm giảm trọng lượng của lỗ đen. Vì vậy, nếu lỗ đen không hấp thụ thêm khối lượng từ các vật thể gần đó, nó sẽ trở nên nhỏ hơn và biến mất. Ồ vâng, các lỗ đen cũng không tồn tại mãi đâu.
Nhưng bức xạ Hawking có thể biến bạn thành tro bụi và bạn sẽ đánh mất cơ hội được nhìn thấy lỗ đen từ bên trong đấy. Được rồi, giờ hãy thực hiện điều đã thúc đẩy bạn phải du hành 1011 năm ánh sáng đi nào. Bạn nhảy một bước lớn và bị cuốn vào trường trọng lực của lỗ đen. Đây là điểm không thể quay lại, nhưng khoảng cách của bạn cho phép mình thiết lập một quỹ đạo ổn định để có thể quay xung quanh lỗ đen giống như mặt trăng quay quanh trái đất. Cao hơn một chút là bạn sẽ bị ném vào vô cực. Thấp hơn một chút thì bạn sẽ bị kéo vào lỗ đen. Vì vậy, về mặt lý thuyết, các hành tinh có thể tồn tại ở khoảng cách này. Những hành tinh ấy còn có thể hình thành sự sống nếu đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết. Một vài phút sau, bạn đang đến gần chân trời sự kiện. Ồ, nhìn xuống kìa, cơ thể của bạn rất dài. Chính bạn biến thành mì ống rồi. Hãy nhìn xung quanh bạn đi. Các ngôi sao đang chuyển sang màu xanh lam. Đây được gọi là chuyển xanh hấp dẫn. Khi bạn rơi vào một lỗ đen, trường hấp dẫn của nó sẽ kéo các photon ánh sáng xuống, cung cấp năng lượng cho chúng. Bước sóng của chúng càng ngày càng ngắn nên các photon màu đỏ chuyển thành màu xanh lam và mọi thứ bắt đầu trông có màu xanh lam. Giờ bạn đang ở ngay bên ngoài chân trời sự kiện và điều duy nhất bạn có thể thấy là một chùm ánh sáng tròn màu xanh ở phía trên bạn. Nhưng bạn sẽ sớm không nhìn thấy thứ đó nữa rồi. Vậy là bạn đã sống sót trong trường hấp dẫn mạnh của một lỗ đen và bức xạ Hawking đã không thể thiêu bạn thành tro bụi. Giờ bạn đang ở trong tâm của vật thể bí ẩn nhất vũ trụ. Bạn ngồi ngay hàng ghế đầu, nhưng tầm nhìn ở đây không ấn tượng cho lắm. Đó là nơi tối tăm nhất mà bạn từng đến. Ngay cả các định luật vật lý thông thường cũng chẳng thể sử dụng được ở đây. Về mặt lý thuyết, thời gian trôi chậm đến mức hành tinh quê hương của bạn có thể đã không còn tồn tại được nữa. Và một lỗ đen mới có thể xuất hiện thay cho mặt trời của chúng ta. Nhưng bạn sẽ sống, miễn là có đủ oxy trong bộ đồ của bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu vật thể vũ trụ này thực sự là một lỗ giun sẽ dẫn đến một nơi khác trong vũ trụ? Đây là một giả thuyết phổ biến, nhưng các nhà khoa học vẫn chưa thể xác nhận nó. Tuy nhiên, nếu điều đó là sự thật thì sau một thời gian, bạn sẽ lại thấy ánh sáng xanh. Giờ bạn sẽ trải nghiệm cùng một cú rơi, chỉ là ngược lại. Khi bạn rời khỏi điểm kỳ dị hay trái tim của lỗ đen, bạn sẽ ở trong chân trời sự kiện. Ánh sáng từ các ngôi sao chuyển dần từ xanh sang đỏ. Bạn có thể cảm nhận được sự rung chuyển và ấm áp từ bức xạ Hawking. Nhưng rồi bạn bị ném ra ngoài không gian. Có lẽ đây là một thiên hà xa xôi nào đó. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn đang tiếp xúc với một dạng sống không xác định sao? Hay là con người không thể sống được trong những điều kiện ở đó? Hoặc có thể bạn không đi đến một nơi khác trong không gian mà là đến một vũ trụ song song? Lý thuyết này cũng tồn tại. Theo lý thuyết này, lỗ đen là một cánh cổng giúp bạn đến với các chiều không gian khác. Nói một cách đơn giản thì có vô số bản sao của vũ trụ chúng ta. Mỗi khi bạn phải đối mặt với một sự lựa chọn, anh chị em song sinh của bạn từ một vũ trụ khác lại chọn thứ khác. Nhưng hãy để điều đó cho những bộ phim ảo diệu nhé! Ngay bây giờ, hành trình vào lỗ đen đơn thuần là không thể xảy ra đối với nhân loại. Chúng ta thậm chí không thể liên lạc được với lỗ đen gần nhất. Nhưng một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về bản chất của những vật thể không gian này và có thể kiến thức đó sẽ thúc đẩy nhân loại tiến lên và biến loài người thành một nền văn minh đa thiên hà.